Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi video clip trên kênh Bá Hùng Audio. Và như mọi khi, em xin gửi tới quý vị và các bạn một clip test cặp loa BW703 kết hợp cùng âm ly Luxman L507S. Cả hai sản phẩm này đều được bên em tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, hàng bảo hành nguyên bản cho quý vị và các bạn. Cặp loa BW703 đợt này em về có màu gold, loa sở hữu hai loa bass 16,5 cm, một loa chung đường kính 16,5 cm màng Kevlar, và phía bên trên cùng là một loa chép dome. Một cặp loa rất là dễ chơi, chơi nhạc đa dạng và dễ phối ghép âm ly. Hai sản phẩm này hiện tại bên em đang có giá cho cả hai sản phẩm là 93.500.000 đồng. Quý vị và các bạn nào yêu thích chất âm của hai sản phẩm này thì xin liên hệ em qua số điện thoại 0855 263 263 để có mức giá tốt nhất, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng của em tại địa chỉ số 32 phố Vũ Phạm Hàm. Sau đây, em xin mời quý vị và các bạn cùng đeo tai nghe và thưởng thức bản nhạc test. Cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn? Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em là loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mang cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương, riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong tiếc thầm. Cất tiếng hát dấu che niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn? Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em là
tuổi đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mưa chiều dì dào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Gì người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Gì người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương.